Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Thật rất là vui khi một cảm giác thân thuộc lại được ngồi đây và trò chuyện với các bạn về thị trường tiền mã hóa cũng như là mảnh ghép DeFi cùng với Nguyên, một gương mặt rất quen thuộc với chương trình của chúng ta rồi. Ok, hello, xin chào anh em, xin chào Phong. Rất vui khi một tuần mới thì bọn mình lại có cơ hội để gặp lại nhau và nói về những cái câu chuyện nó, những cái vòng xoay nó có thể coi là liên tục và không ngơi nghỉ của thị trường crypto. Và bọn mình rất vui khi tuần này lại có cơ hội để tiếp tục ngồi xuống chia sẻ với anh em về những cái thông tin mà bọn mình đã thu thập được trong thời gian vừa qua. Yeah, và trước khi bắt đầu vào nội dung của video thì nếu như các bạn để ý thì đây là số DeFi Discussion số 52. Mỗi tuần bọn mình làm một số và đến số 52, tức là 52 tuần, tức là tròn một năm bọn mình bắt đầu cái series này và chưa miss một số nào, thì đâu đó thì nó cũng là một cái landmark mà hy vọng là các bạn có thể cùng chơi vui cùng với bọn mình. Thật sự là bọn mình lúc mà bắt đầu làm bọn mình chưa nghĩ là sẽ đi xa như thế này đâu, nhưng mà đi một vòng rồi thì cũng được một năm. Nhưng mà cái số reflection thì chắc là sẽ để lại một lúc khác, và bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ tập trung vào cái nội dung chính của cái podcast ngày hôm nay thôi. Thời gian vừa qua thì chắc là một cái ví dụ mà không thể nào thích hợp hơn để nói về cái sự biến động của thị trường tiền mã hóa. Cách đây khoảng 2 tháng, tròn 2 tháng đi, đầu tháng 5, chúng ta có Terra, vẫn là một hệ sinh thái DeFi top đầu trong thị trường. Có 3AC, Sierra Capital cũng là một quỹ đầu tư thuộc hàng có máu mặt nhất nhì thị trường tiền mã hóa. Nhưng mà giờ đầu tháng 7 thì tất cả những cái đó nó đều gọi là vanish, đều tan biến hết. Thì sau hàng loạt những cái quyết định sai lầm cũng như là rất là nhiều biến động của thị trường thì nội dung ngày hôm nay chắc là mình và Nguyên sẽ cùng tổng hợp lại rất là nhiều cái sự kiện đã xảy ra trong thời gian vừa qua, cũng như là những cái tác động xấu mà nó để lại cho thị trường, cũng như là với những retail trader như chúng ta thì sẽ làm gì, sẽ phải chuẩn bị cho mình một cái hành trang như thế nào để tiếp tục đi cùng với thị trường sau khi mà rất nhiều cái tay to lớn đã ngã ngựa rồi. Về thì Nguyên đi, chắc là cái vụ mà Terra Luna thì chúng mình đã nói nhiều rồi, nhưng mà vụ Terra Capital thì chắc là sẽ nhờ Nguyên brief lại một số cái vấn đề mà cái quỹ đầu tư lớn này đã gặp phải trong chắc là trong khoảng một tháng vừa qua thôi ha. Ừ, Luna Terra thì nó bùng ra tầm khoảng giữa tháng 5, thì tính đến thời điểm hiện tại thì nó cũng khoảng khoảng một tháng rưỡi. Tuy nhiên là những cái hệ lụy của cái quả bom này thì nó rất là lớn, rất nhiều các cái quỹ đầu tư trên thế giới thì cũng đã bị ảnh hưởng. Về mặt của 3C á, thì họ cũng đã gánh chịu một cái khoản lỗ, một cái khoản thiệt hại khoảng 200-250 triệu đô, mình nhớ không rõ con số lắm, nhưng mà trong một cái bài viết chia sẻ ở trên Wall Street Journal thì họ thiệt hại khoảng con số đó. Thì đó là những cái tác hại, những cái ảnh hưởng của Luna và USDT lên 3C. Tuy nhiên là thời gian gần đây á, chúng ta thấy có một từ khóa nó hot hơn, đó là cái STETH. Thì cái việc của STETH debate thì bọn mình cũng đã từng đề cập ở trong một cái số cách đây khoảng mấy tuần thôi. Thì cái sự cố này thì nó một phần ảnh hưởng bởi cái trì trệ trong nâng cấp của Ethereum, dẫn đến việc là nó sẽ phải có một cái mức discount nào đó để bù đắp lại cho những cái khoảng thời gian mà STETH không thể được redeem lại về Ethereum gốc. Thì cái đó là những cái nguyên nhân nó khách quan. Nhưng mà về phía 3C thì vì họ có những cái danh mục và những cái khoản nắm giữ liên quan đến hai cái từ khóa mình đề cập nãy giờ, thì nó là lý do tại sao mà 3C chịu ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là khi thị trường nó đang downtrend nữa, thì tâm lý mọi người cũng đang rất là hoảng sợ. Thì cái đó là tạm là brief nhất về cái sự sụp đổ của 3C. Còn phía sau hậu trường hay là chi tiết từng cái đối tác bị ảnh hưởng thì chắc là chúng ta sẽ nói đến ở những cái phần sau. Và tại sao cái câu chuyện của 3C nó lại nghiêm trọng? Tại vì bên cạnh là một quỹ đầu tư vào rất nhiều những cái dự án khác. Thực ra thì 3C là một cái quỹ đầu tư rất là máu mặt trong thị trường crypto, nếu mà các bạn có theo dõi thì cũng đã biết rồi. Nhưng mà 3C cũng là một đơn vị quản lý tài sản đúng không Nguyên? Toàn quản lý tài sản của những đối tác khác của họ. Thì khi mà họ hết tiền, khi mà họ có vấn đề thì tất cả những bên này cũng sẽ bị liên lụy theo thôi đúng không? Nó là một cái câu chuyện ở phía sau hậu trường và rất là nhiều cái
nhiều cái deal họ làm với nhau. Và hiện tại thì cá nhân mình nghĩ là những cái con số cụ thể thì các bên họ chưa công bố chi tiết đâu, tức là đã có những con số được công bố nhưng mà nó gần như là tin đồn này. Một phần là tin đồn, mà một phần thứ hai là họ mình nghĩ là chưa public hẳn, thì chắc là cũng sẽ cần một cái khoảng thời gian để theo dõi thêm. Thì những cái tên mà chúng ta thấy ở trên mặt báo thời gian gần đây là những cái vụ mà nó gọi là những cái vụ mà quá lớn, không thể gọi là, tức là nó bị ảnh hưởng đến cái vấn đề thanh khoản và các cái tổ chức này họ phải hành động, thì bắt đầu nó mới kiểu như là khi mà họ chặn nạp rút của người dùng á, thì cộng đồng người ta chú ý đến và những cái thông tin đó nó buộc phải kiểu như là phải được yêu cầu để công bố, thì họ tạm công bố ra như vậy. Nhưng mà những cái con số phía sau hậu trường thì chúng ta vẫn còn cần phải theo dõi thôi. Và các bạn nếu mà follow qua 68 thì chắc là cũng rất là quen với những cái đơn vị như là BlockFi hoặc là Voyager Digital rồi. Thì đây là những cái tên mà như Nguyên nói đó, là quá lớn, nó không thể nào giấu nữa rồi, thì người ta mới phải công khai ra cho mọi người biết thôi. Nhưng mà sau đấy thì chắc chắn là còn nhiều đơn vị nhỏ hơn nữa. Và trong cái cập nhật mới nhất thì 3AC cũng đã chính thức là đệ đơn xin phá sản rồi đúng không, lên tòa New York. Còn sẵn đang nói cái chuyện về pháp lý này thì cách đây khoảng 2-3 ngày á, vào cuối tháng 6 thì cái quần đảo Virgin thuộc Anh á, thì cũng đã bắt đầu là có những cái động thái liên quan pháp lý và yêu cầu thanh lý các cái tài sản liên quan đến 3C vì họ không thể đáp ứng được những cái yêu cầu trong hoàn trả khoản vay á, thì đã có những cái hoạt động pháp lý như vậy. Nó gần như là một cái hệ quả của cái việc là 3C đã vay rất là nhiều, và một số khoản vay thì gọi như là người ta gọi là under collateral, tức là nó không được không được thế chấp đầy đủ hả? Thì họ vay gần như là tín chấp luôn, tức là thỏa thuận miệng với nhau cái gì. Thì mình có theo dõi một vài cái capture màn hình ở trên Twitter thì thấy là một cái hình ở trong một cái nhóm chat với Holder Note, thì thấy là 3C họ cũng đã huy động rất là nhiều tiền vay từ các cái tổ chức dưới dạng là rất là nhiều các cái đồng crypto. Thì cái việc mà họ vay rất nhiều như vậy thì nó kéo theo cái hệ lụy là khi mà họ thất bại trong cái chiến lược đầu tư của mình và khi thị trường nó chuyển xấu thì cái mức đòn bẩy này nó ảnh hưởng rất nhiều lên đến những cái tổ chức mà có liên đới với 3C. Thì đó là những cái mình nghĩ là nó là hệ quả thôi, vì khi mà thị trường nó phát triển quá mạnh đi thì quá nóng đi thì đến một mức nào đó khi mà các cái công cụ của tài chính truyền thống họ bắt đầu siết chặt lại thì cái này là cái hệ lụy của việc là một cái thị trường nó đang phát triển quá nóng và nó dùng đòn bẩy quá nhiều. Thì đó là những cái lý do tại sao mà 3C bị thanh lý rất là nhiều trong thời gian gần đây. Và tóm tắt lại thì vì quản lý rủi ro kém cũng như là quá liều mạng, thế là cái mọi người cũng có nói là chính cái việc liều mạng đã đưa 3C đến với cái việc mà đã từng sở hữu đến 10 đến 15 tỷ AUM, tức là Asset Under Management, tức là tài sản quản lý. Nhưng mà cũng chính cái sự liều lĩnh của họ đã khiến họ mất sạch, chính xác là mất sạch luôn. Và founder của quỹ thì cũng phải rao bán nhà bán xe để trả nợ rồi. Thì đó là một cái kết cục buồn mà không ai muốn cả. Nói như vậy để thấy là trong thị trường crypto thì đến cả tay to đến mấy, cá mập cá voi cỡ nào thì cũng có thể mất trắng trong thời gian rất là nhanh luôn. Thế là thị trường truyền thống thì cũng đã có những cái case như vậy rồi, nhưng mà chắc là chúng ta sẽ không nói sâu ở đây. Một cái mà mình muốn đề cập đến trong cái podcast ngày hôm nay là không biết từ phía Nguyên đi, sau khi mà chứng kiến rất là nhiều cái sự sụp đổ như vậy rồi thì chúng ta những retail trader, những người dùng nhỏ lẻ ít tiền, không có nhiều thông tin thì sẽ phải làm gì trong thời gian tới đây, sẽ phải đánh giá lại cái chiến lược của mình như thế nào? Cái thị trường hiện tại thì nó cũng khá là xấu, xấu về cái mặt là những cái chính sách của Fed gần đây, và họ thậm chí là có thể tăng đến tăng lãi suất cái lộ trình từ giờ đến kéo dài đến cuối năm lận, thì tất cả các thị trường tài chính thì nó đều bị ảnh hưởng bởi cái động thái này. Tuy nhiên là với cái thị trường mà nó đang suy giảm như thế này á, thì cái việc mà chúng ta
ồ ạt rời khỏi thị trường thì nó lại không mang lại những cái lợi thế về về sau này. Tại vì khi mà sau này ví dụ như thị trường up lại thì bạn đâu có thể nào mà bạn dự đoán được là chính xác được cái thời điểm khi nào mà thị trường up, đúng không? Halford của Bitcoin thì khoảng 2 năm nữa, nhưng mà bạn không thể biết được, đúng không? Bạn không thể biết được là khi nào market nó sẽ trở lại được. Nên là cách tốt nhất là vẫn sẽ nên ở lại với thị trường. Nhưng mà cái cách để chúng ta có thể gọi là tồn tại ở trong cái thị trường này á, đó là mình quay về mình kiểm soát cái rủi ro của cá nhân, cái danh mục của mình thôi. Mình đừng gọi như là all in. Các cái kèo nó quá đòn bẩy như vậy thì chúng ta đã thấy cái sự cố của 3C là một cái case về đòn bẩy và hộp nin, thì nó khủng hoảng như thế nào khi mà thị trường nó lao dốc. Thì với mỗi cá nhân, mỗi người thì mình, cái này nó không phải là lời khuyên đầu tư nha, cái này là cái góc nhìn của mình thôi. Tức là đừng nên quá vội khi mà rời khỏi thị trường, tại vì chúng ta không biết được là khi nào thị trường nó sẽ quay trở lại. Thì nên duy trì một cái tỷ lệ stablecoin và tỷ lệ crypto nó hợp lý. Tức là vẫn giữ các cái tài sản ở crypto và chia một phần khá cho các cái stablecoin. Thì thị trường nó xấu lại rồi thì cũng nên cân nhắc một cái tỷ trọng nó khá cho stablecoin. Và giữ stablecoin nào thì chắc là hẹn anh em một cái tập nào đó mà mình sẽ nói về những cái cập nhật mới đây của các cái stablecoin ha. Tại vì một tháng vừa qua thì các cái stablecoin nó, kể cả từ các cái stablecoin truyền thống đến các cái stablecoin thuật toán, rồi các cái collateral stablecoin, thì nó cũng đã có những cái cập nhật rất là mới. Và thì chắc là sẽ hẹn anh em một cái tập nào đó là nói về cái topic này. Và mình nghĩ là stablecoin thì nên cân nhắc và phân bổ rủi ro. Đừng có thấy là lãi to quá thì mình rải vào, hoặc là những thứ mà nó xua kèo quá rồi á thì cũng all in vào thì nó cũng khá là rủi ro. Nên là cũng sẽ cân nhắc để phân bổ các cái stablecoin nó một cách hợp lý. Thì cái này chắc là sẽ hẹn anh em lại một tập. Bọn mình đã từng nói rồi nhưng mà mình không biết. Đúng rồi. Hình như là cũng nói ở trong cái podcast này luôn rồi. Thì nhưng mà thị trường nó lên luôn luôn thay đổi mà. Chắc là sẽ hẹn anh em một tập khác về stablecoin. Còn riêng về cái cục crypto á, cá nhân mình thấy là khi mà downtrend thì nên chú ẩn là những cái đồng coin mà nó ở hạ tầng tốt hơn, những cái đồng mà nó có cái market cap nó to một xíu và nó được thị trường công nhận một khoảng thời gian cũng đủ dài rồi. Thì thứ nhất là về market cap, nếu nó to thì nó cũng đỡ toang hơn là những cái đồng dự án ở trên cái nền đó. Thì cái này thì mình cũng có đề cập ở trong cái tập về Fast Protocol. Mình vẫn tin là Fast Protocol nó vẫn sẽ hiệu nghiệm trong ít nhất là trong khoảng thời gian thị trường hiện tại. Nó là một cái kênh mà để chú cũng khá là hợp lý. Thứ hai thì mình nghĩ là nên có những cái dự án mà nó có dividend đó, tức là nó có một cái trả thưởng để cho người dùng giữ cái token đó, thì nó sẽ giúp anh em kiểu như là bình tĩnh hơn trong cái down market. Nhưng mà bear market, nhưng mà trả thưởng không phải là trả thưởng kiểu 200% APY đúng không? Bây giờ cái phần trăm APY đó bây giờ mọi người cũng bắt đầu đánh giá là không ăn thua rồi. APY 200% nhưng mà token giảm 90% thì nó cũng không ăn thua mấy. Thì ý nguyên chắc là trả thưởng bằng một cái token khác đúng không? Đúng rồi. Trả thưởng bằng cái token của dự án á thì nó sẽ kiểu như là rất là lạm phát cho bản thân cái dự án đó. Thì nên cân nhắc những cái dự án mà nó trả thưởng bằng những cái đồng tiền khác và nó ổn định hơn. Nhưng mà cái này thì nó cũng chỉ là một yếu tố thôi nha, để anh em cân nhắc thôi. Chứ bản thân ví dụ như cái dự án mà nó có cái yếu tố này nhưng mà nó làm ăn kiểu không minh bạch lắm thì nó vẫn đùm như thường à. Nên là cái này nó cũng là một cái yếu tố để anh em liệt kê vào cái danh sách theo dõi trong cái mùa này. Thì đó là hai cái ý. Đầu tiên là về những cái đồng mà nó có cái vốn hóa nó to và nó biến động thấp trong cái mùa này để chú ảnh đỡ. Và mình vẫn có thể earn được yield từ những cái đồng đó đúng không? Những cái đồng mà market cap nó to thì nó vẫn có cách để chúng ta earn được yield. Chúng ta nâng được cái số lượng token của mình lên. Và cái thứ hai là những cái đồng mà nó trả dividend, nó có dòng tiền. Thì song song với cái việc là phân bổ cái danh mục nó hợp lý, tỷ lệ rủi ro nó phù hợp cho mỗi cá nhân,
Tại sao mình nói là phù hợp cho mỗi cá nhân? Tại vì mỗi người sẽ có một cái điều kiện khác nhau và mỗi cái trường hợp nó khác nhau, mỗi cái hoàn cảnh tâm lý nó khác nhau. Thì nếu bạn cảm thấy là cái tâm lý của bạn khá là tự tin, bạn không quá bị áp lực trong cái mùa downtrend này, thì bạn có thể phân bổ cái tỷ lệ crypto nó to hơn. Còn ví dụ như mà bạn áp lực với cái danh mục nhiều quá thì bạn có thể giảm với cái tỷ lệ crypto lại. Thì nó tùy thuộc vào mỗi cá nhân thôi. Nhưng mà chung nhất thì vẫn không nên rời market vào thời điểm này. Tại vì như mình nói là bạn không biết được là nó sẽ up lại bao giờ. Thì để mà gọi là không rời market á, thì chắc là mùa này chỉ có đi danh Aerobe và Tết. Mặc dù là Aerobe hiện tại thì nó cũng rất là khó khăn, tại vì tấn công DNS hiện tại nó cũng rất là nhiều. Các cái kiểu như là nó giả mạo các cái trang web á, và nó chèn những cái đường link đọc vô á. Thì cái này cũng gần như là anh em nào mà đi tham gia DeFi thì cũng cần cẩn thận một xíu. Tại vì nó nhanh nhạn hàng ngày à, nên là phải liên tục theo dõi. Để ví dụ như nó có cái sự cố gì thì mình vào mình revoke liền thì nó hiệu quả hơn. Yeah, và nói đi nói lại thì nó cũng là một cái câu chuyện mà mình hay nói thôi, đó là time in the market thì better than time in the market, đúng không? Cố gắng ở trong thị trường để đi theo nó thì tốt hơn là cứ nhảy ra nhảy vô. Nói giống như câu chuyện mà mùa hè DeFi năm 2020 vậy á, thì những người mà bồi dưỡng kiến thức rồi chuẩn bị cho mình một cái tâm thế để mà bắt được cái con sóng, những con sóng đầu tiên của thị trường, thì người ta đã có một cái vị thế tốt hơn rất là nhiều rồi. Thay vì là chờ một cái tín hiệu thật sự rõ ràng để mà ai cũng biết rồi mới vào thì như thế là hơi trễ. Có thể là nó là hơi trễ. Thực ra mình nghĩ là nên tập trung vào cái danh mục của mình nhiều hơn là tập trung vào thị trường á, tại vì mình sẽ không biết được là thị trường khi nào nó lên, thị trường khi nào nó xuống. Nên là mình tập trung, mình manage cái portfolio của mình thôi. Mình cảm thấy cái portfolio nó ổn, nó không quá nóng, nó không quá risky thì mình cứ làm những cái hoạt động hàng ngày. Ví dụ như đọc tin tức này, theo dõi những cái cập nhật này, rồi như mình nói nãy là làm Aerobe thì nó cũng là một cái cách rất là hay để bạn tồn tại trong cái thị trường này, bạn đồng hành với thị trường. Tại vì đôi khi nhiều người người ta bị ảnh hưởng bởi thị trường, bởi những cái tin giá thì khá là boring á. Khi mà giá xuống thì dự án cũng ít update lại, thì cũng ít cái để mình đi bọc vạch các thứ. Nhưng mà vẫn có rất nhiều các cái thông tin hữu ích ở trong cái giai đoạn này, thì mình nghĩ là cũng là một cái cách hay. Thì quay trở lại câu chuyện đang nói là đến cả những cái quỹ đầu tư lớn với rất nhiều nguồn lực và rất nhiều nhân sự trong tay thì cũng có thể mắc sai lầm khi đánh giá dự án. Thì với Nguyên thì trong cái thời gian mà nó xuống như vậy rồi á, thì làm sao để mà mình có được một cái tâm thế mà mình vọc vạch những cái skill set đi, làm sao để mà mình tránh bước vào những cái vết xe đổ như vậy, hay là có cách nào có thể làm được vậy không? Mình nghĩ là nó sẽ không có một cái công thức cụ thể nào cho cái vấn đề này đâu. Nhưng mà cái khung chung của bất cứ thị trường nào đó là mình phải liên tục update cái kiến thức thôi. Phải theo dõi các cái post ở trên cả Twitter lẫn trên nhiều các cái trang web, blog với lại tin tức. Nó sẽ có rất nhiều food, nó sẽ có rất nhiều các cái thông tin mà cần được kiểm chứng. Thì bản thân mỗi người thì nên double check lại, hoặc là thậm chí là triple, hoặc là check rất nhiều lần những cái food này. Tại vì downtrend là cái mùa mà food nó ra rất là nhiều, thì để mà gần như là tránh được những cái thiệt hại thì nên có những cái bước như vậy, kiểm chứng thông tin. Anh em nào mà có tiếng Anh và đọc hiểu tốt thì nó là một lợi thế trong cái thị trường này nữa. Còn việc mà tránh bước xe đổ thì mình nghĩ là chắc là chỉ có dựa trên những cái nguyên tắc cơ bản thôi. Ví dụ như là tiền nó từ đâu, rồi nói chung là revenue trừ cost thì nó sẽ bằng profit, kiểu kiểu vậy. Thì mình cũng không biết là nó sẽ có một cái công thức kiểu như thế nào, nhưng mà nên có một cái tâm thế nó cơ bản nhất về cái vấn đề. Không nên là quá bị hype hoặc là quá bị nói về những cái vision các thứ, thì nên nhìn các dự án ở khía cạnh là một doanh nghiệp nhiều hơn. Thì đôi khi là mình sẽ đỡ bị cảm tính trong những cái quyết định mua hoặc là bán của mình. Đó, thì cái vấn đề mà cost, profit, revenue thì chắc là mình nghĩ là
bọn mình cũng nói thoang thoáng đâu đó ở trong cái podcast này, thì có thể là anh em sẽ đâu đó nghe được ở trong cái DeFi discussion. Thì mình nghĩ là ở cái thời điểm hiện tại, những cái thứ như vậy nó sẽ hữu ích hơn rất nhiều, bởi vì nó sẽ là nền tảng cho bất cứ cái doanh nghiệp, hoặc là bất cứ cái thị trường, hoặc là bất cứ cái hệ sinh thái nào có thể phát triển dựa trên đó. Về cơ bản thì mình cũng nghĩ là đâu đấy thì nó các dự án trong thị trường crypto thì cũng sẽ phải trở thành giống như một cái công ty trong bất kỳ một thị trường nào thôi. Cái sản phẩm của nó ra thì phải có market fit, tức là giải quyết được một cái vấn đề nào đấy và có người chịu xài nó. Rồi có người chịu xài thì cái doanh thu phải bù được chi phí. Tại vì giờ người dùng cũng khôn rồi, người ta không còn buy in một cái vision nào nó ảo ma nữa, mà nó sẽ phải phục vụ một cái mục đích cụ thể nào đấy. Rồi về tokenomics, tokenomics thì cũng phải check, nhưng mà như Nguyên đã chia sẻ đó, dự án có chống được cái sự lạm phát không, rồi có đảm bảo được cái nguồn lực của mình hay không, rồi và chắc là đâu đó là build ở trên những cái nền tảng vững chắc nguyên nhỉ. Có một cái nền tảng nó vững chắc thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Vào cái thời điểm của bọn mình thu âm thì nó xuất hiện một vài cái thông tin liên quan đến Phantom, thì phải, liên quan đến validator gì đó trên Phantom, thì mình cũng không biết nha. Thế này là mình mới thấy tin tức thôi, mình cũng đang đi check xem thế nào. Thì đó cũng là một cái phút đó. Nhưng mà nếu mà nói một cái phổ thông hơn thì kể cả Ethereum đi là blockchain vững chắc nhất hiện tại rồi, nhưng mà chính cái việc mà cải thiện cái mạng lưới hệ thống cũng đại diện nó rất là nhiều rồi. Mới đây nhất thì Ethereum cũng đã phải hard fork, tức là họ đặt ra một cái lịch và theo lý thuyết thì cái lịch đấy đến lúc đấy thì nó sẽ phải execute, nó sẽ phải bấm đến cái lúc đấy thì sẽ phải hoàn thành cái việc đấy, nhưng mà họ cảm thấy chưa sẵn sàng nên là cũng phải hard fork để dời lịch. Tức là chính kể cả cái nền tảng vững chắc nhất của thị trường DeFi bây giờ cũng đang phải delay so với cái roadmap của chính mình, thì cũng khá là khó thở. Nếu mà ai mà kiểu không nắm rõ thông tin thì chắc là cũng sẽ hoài nghi, cảm thấy khá là hoài nghi cho thời điểm hiện tại. Chắc là vẫn sẽ phải nói lại một cái câu chuyện mà bọn mình đã liên tục nói, đó là phải update thông tin hàng ngày thì may ra mới tránh bị lỗ thôi, chứ thị trường này phải nói là hết sức khắc nghiệt đúng không? Cách đây một tháng thì chúng ta thấy là 3C là một thứ gì đó rất là vision, họ còn có rất là nhiều cái thesis, nhưng mà bây giờ thì sau một tháng thì mọi thứ đã thay đổi. Nếu mà cách đây nửa năm á, mà đi research dự án á, mà thấy backer có Alameda này, có 3C này, có Defiant này, có Hashit này, thì chắc là cũng sẽ phải được list vào danh sách Hidden Gem. Nhưng mà bây giờ mà dự án nào mà có backer là như thế thì chắc cũng tắt mồ hôi. Ai mà mua token cũng tắt mồ hột. Uptrend thì người ta nói nhiều về backer hơn đó. Nhưng mà downtrend thì mình nghĩ là chắc sẽ nói về cái core product đó, nó thực sự nó có cái nội tại hay không, và họ sẽ tồn tại qua được cái downtrend hay không, thì cái đó mới là cái vấn đề. Mà cái này cũng tùy cái thesis của mỗi người thôi ha. Tại vì có người thì họ sẽ đi săn theo mùa, có người thì sẽ có cái trường phái là ăn dầm đầm dê, thì tùy mỗi người. Nhưng mà góc nhìn của bọn mình thì nên là ăn dầm nằm dê với thị trường, tại vì bản thân bọn mình cũng không biết được là khi nào nó sẽ up trở lại á, nên là chỉ biết cách là cố gắng là làm sao để tồn tại ở trong cái thị trường này để chờ cái đỉnh tới thôi. Nhưng thực ra là các bạn nghe bọn mình nói thì có vẻ hơi soi hép, nhưng mà đến thời điểm hiện tại, ví dụ như các bạn nếu mà follow những cái tên tuổi lớn trong thị trường, ví dụ như là CZ hay là Sam các thứ chẳng hạn đi, thì họ cũng phải lên tiếng động viên mọi người đừng có nản, đừng có bỏ, thì cố gắng build rồi đấy các thứ thôi. Thì mặc dù chắc chắn là không cần phải nói cũng biết là cái sentiment, cái tâm lý của thị trường nó rất là tệ, nhưng mà đó thì bây giờ chúng ta chỉ có một là động viên nhau, và hai là cố gắng tích lũy thật nhiều kiến thức và tiếp tục kiên nhẫn thôi. Và thực ra thì số kỷ niệm một năm nói nó có vẻ hơi buồn, nhưng mà biết sao được, thị trường nó như vậy mà. Bây giờ mà nói hào hứng quá thì cũng chưa biết là, không biết là đến ví dụ như là số 104, không biết bọn mình đến khoảng số 100 đây, không biết thị trường đã up lại chưa. Nếu như có thì chắc là bọn mình sẽ quay lại comment vào cái video này. Còn không biết thì các bạn cái chiến lược trong downtrend của các bạn như thế nào, có thể chia sẻ bọn mình trong group FOMO, cộng đồng FOMO Sapien, hoặc là comment dưới video này.
bọn mình sẽ đọc và nếu được thì bọn mình sẽ reply. Mình nghĩ là những cái thứ mà mình chia sẻ cũng là đủ cho các bạn trong trong một tuần khá là dài sắp tới rồi. Mình nghĩ là thị trường còn nhiều bất ngờ chờ đón phía trước lắm. Hy vọng là các bạn vẫn vững tay và quản lý rủi ro thật tốt. Ok, thì không biết nói gì hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều đã đồng hành cùng bọn mình trong một năm tròn nha. Một năm tròn vừa qua thì hy vọng là sẽ được gặp lại anh em trong tuần tiếp theo. Thì mình cũng không gọi là kỳ vọng gì nhiều đâu, chỉ là tập trung vào cái tuần tiếp theo và hy vọng sẽ được gặp lại anh em trong một tập DeFi Discussion nữa. Và bọn mình sẽ mang lại những cái nội dung, những cái buổi thảo luận nó mang lại thật nhiều giá trị cho anh em. Ok, vậy là xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những podcast tiếp theo.